ngày 22 tháng 5 năm 2022, hộ có đất và địa phương xã Quế Châu tiến hành cho tiền hỗ trợ hàng xóm cho hoàn cảnh ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh, tú là thôn Đồng Thành, xã Quế Châu, do cô Phạm Thị Phương Thảo tài trợ 1 triệu đồng trên một tháng. Đây là lần lô thứ 17 ngày 22 tháng 5 năm 2022. Thay mặt cho địa phương và gia đình chị Thanh, xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức của cô Phạm Thị Phương Thảo thật nhiều. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cô và xem xin cảm ơn.